Tiếp theo là những tình huống hài hước thú vị sẽ giúp cho quý vị giải tỏa những cái thẳng mệt mỏi. Đầu tiên là đoạn clip ghi lại tình huống khó đỡ của một nam thanh niên shipper khi đi giao hàng tại một nhà dân khiến nhiều người vừa thương vừa quý cách làm việc có tâm của anh và cũng vừa buồn cười nữa. Theo dõi diễn biến đoạn clip có thể thấy, sau một hồi bấm chuông ngó nghiêng chẳng thấy ai, cửa vẫn đóng im ỉm. Anh chàng shipper này đã quyết định trèo lên chiếc ghế đá gần đấy để ném món hàng của khách đặt vào trong sân nhà Loay quay mất một lúc, chàng zipper mới có thể thành công giao món hàng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh chàng cứ đi thẳng sau khi giao hàng. Nhưng đột nhiên, anh này lại chạm tay vào khóa cổng, thì tá quả phát hiện cửa không hề khóa. Anh chỉ mới kéo nhẹ một cái là cửa đã mở toàn quát, đón anh vào nhà.